Xin chào cả bác sĩ đoàn rất là nhiều. Và ngay sau đây xin được chào cả mọi người chú rể Đức Thành ạ. Vâng ạ, xin được chào cả mọi người Đức Thành. Với bó hoa tươi thắm nhất ở trên tay, anh sẽ vào trong buồng đón một đầu thanh niên và cùng làm lễ trà tiên. Vâng ạ, xin được chào cả mọi người chú rể Đức Thành. Và xin được chào cả mọi người quý vị đại biểu quý vị quan khách, quý vị ăn đầu, uống nước và cùng ăn cơm vui.